Lại là em xe đạp Quang Long với các bác ơi. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác hai bản xe đang được các bạn trẻ yêu thích nhất ở bên đại lý nhà em nhé. Các bác nào đang quan tâm đến những mẫu xe có giá từ 6 đến 12 triệu thì nhất định phải ở lại xem hết video của em. Bởi vì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết và báo giá từng mẫu xe một nhé. Đấy, và cái bản xe đầu tiên của ngày hôm nay em giới thiệu các bác là bản xe đến từ thương hiệu Lai nhé. Lai thì là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Đài Loan rồi các bác ạ. Bạn này có tên là Lai Miracle, là một bản fix gear nha các bác. Đấy, bạn này bên em còn 3 màu cho bác lựa chọn nhé. Đây là màu vàng chanh này, có màu xanh da trời và màu xanh lơ nhá. Đấy, màu xanh nào cũng rất là đẹp luôn rồi. Bản xe này với không sườn, được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm không mối hàn đây. Và bản xe này thì nó không có phanh nha các bác ơi, không có phanh. Đấy, thế nên là nhìn nó rất là gọn gàng luôn rồi. Ở cái tay lái này thì tay lái Potang và ghi đông được làm từ nhôm ấy, quấn cho bác một cái lớp dây da chi tiết tổ ong để khi bác đi xe cầm lấm sẽ cực kỳ là chắc chắn và không lo bị trơn trượt nhá. Phuộc của nó là phuộc đơ và cũng được làm từ nhôm đến từ thương hiệu Lai đây rồi các bác ơi. Tiếp theo về bộ chuyển động của nó thì cực kỳ là đơn giản luôn. Bộ chuyển động của nó thì sẽ chỉ có gồm có một đĩa này, một líp này, đấy. Và xích của nó là xích hạt đậu nhá, xích là xích chết luôn nha các bác nhá. Đấy. Đùi thì được làm từ nhôm rồi và đùm thì là đùm nhôm nhá, vành nhôm 6 xăng này. Với những cái bản vành này thì nhiều bạn trẻ là sẽ dán những đề can và hoặc là những cái hình thù rất là ngộ nghĩnh vào đây là rất là đẹp luôn. Bản này thì cái lốp thì mang thông số là 700x25C này. Cọng yên là thiết kế dạng dẹt đây rồi. Yên thì có cái lỗ thoáng khí cho bác này và được bọc một cái lớp da thì vô cùng là êm ái đây rồi. Bản xe này thì bên nhà em đang gửi tới bác với mức giá là 6 triệu nhá. 6 triệu mà bản xe thì với cái màu sắc thì cực kỳ là bắt mắt luôn rồi đúng không ạ? Và những cái bác nào mà muốn đi cái bản xe này thì nhà em sẽ hỗ trợ các bác độ phanh nhá. Thì cũng rất là ok luôn rồi. Đấy, bản xe này thì kiểu dáng thì cực kỳ là trẻ trung luôn đúng không ạ? Và nhà em nhắc lại nhà em đang gửi tới các bác với mức giá là 6 triệu nhá. Đấy. Em sẽ giới thiệu cho bác một bản xe địa hình rất là cao cấp luôn và cũng được các bạn ủng hộ bên em rất là nhiều luôn. Đấy, những cái bác nào mà yêu thích những cái dòng xe địa hình để đi ở những cung đường nó gồ ghề hoặc là vừa thích cái bộ môn đi xe đạp neo đồi neo núi thì hãy chú ý đến bản này giúp em nhé. Đấy, bản này thì có tên gọi là Twitter Storm 2.0. Một bản xe địa hình thì cực là đẹp luôn rồi. Với khung sườn thì được làm hoàn toàn từ carbon đây nhá bác. Hoàn toàn từ carbon đây và khung xe được thiết kế theo táng khí động học, khi các bạn đi xe sẽ làm giảm được cản không khí, đạt được tốc độ tối ưu nhất. Tụi em bộ tăng ghi đông được làm hoàn toàn từ nhôm và đến từ thương hiệu Twitter đây rồi. Bộ đè số và phanh thì đến từ Shimano các bác. Phuộc là phuộc hơi đến từ Twitter và có khóa hành trình ở đây nhé. Khi các bác đi ở những cái cung đường mà nó gồ ghề này, đấy, cung đường đồi núi nó thì các bác mở khóa lên. Đấy, các bạn ấn mở khóa này để đi ở chế độ phục nhún. Còn khi mà các bác đi ở những chế độ nó bao những cung đường nó bằng phẳng rồi thì các bác tắt khóa đi thôi em. Đấy, rất là dễ sử dụng thôi đúng không ạ? Đi ở chế độ phục đơ thì sẽ đảm bảo tốc độ cho bác hơn này. Tiếp theo phanh của nó là phanh đĩa dầu đến từ Shimano đây rồi. Một bản phanh rất là cao cấp rồi đúng không ạ? Có được trang bị trục tháo nhanh ở cả bánh trước và bánh sau, trục tháo nhanh thì đến từ Rechupex cho em nhé. Tiếp theo về bộ chuyển động của nó thì sẽ gồm có hai tầng đĩa ở phía đằng trước này và 11 tầng líp thả phía đằng sau nhé. Bộ chuyển đĩa chuẩn líp và đùi đĩa thì được đến từ Shimano đeo đây các bác ơi. Trục là trục rỗng đây rồi. Đùm là đùm nhôm đến từ Rechupex và bi bạc đạn có trang bị đùm lỗ cho bác nhé. Vành nhôm và lốp thì mang thông số là 27,5 inch nhân với lại 2,25 inch nha các bác nhé. Đấy, đường vân lốp thì cực kỳ là sâu, cực kỳ là chắc chắn rồi. Đấy, khi mà đi ở những cái cung đường nó có trơn trượt hoặc là những cung đường nó có nhấp nhô, có đồi núi chăng nữa thì vẫn đảm bảo được cái tốc độ với cái độ an toàn cho bác. Cọc yên là cọc yên dạng tròn đây rồi, có trang bị được cái khóa chỉnh yên nhanh đây rồi, giúp bác có thể dễ dàng chỉnh yên lên xuống cao thấp theo đúng cái độ cao mà bác mong muốn một cách dễ dàng nhất. Yên thì một bọc một lớp mút da và có cái đệm yên thì cũng khá là êm ái nha các bác nhé. Yên thì được đến từ Rechupex, kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Bản xe này bên em đang còn hai màu cho bác lựa chọn. Màu em đang lên trên đường ngay đây là màu đen, còn một màu nữa nhá, một màu nữa là màu trắng á. Đấy, với giá là 12 triệu rưỡi nhá bác. 12 triệu rưỡi nhưng đã được sở hữu một cái khung sườn thì vô cùng là đẹp rồi. Kiểu hình thức thì cực kỳ là hầm hố luôn nhá bác, cực kỳ là hầm hố luôn rồi. Khi mà leo đồi leo núi thì rất là nhẹ luôn, bởi vì những cái líp của nó thì rất là nhỏ đấy nhá bác. Đây, cái đĩa của nó thì cực kỳ là nhỏ nhá các bác nhá. Đấy.
Và khi mà các bác mua hàng ở bên xe đạp thể thao Quang Lâm thì các bác sẽ được miễn phí ship giao hàng tận nhà. Đấy, khi hàng về nhà được phép mở hàng ra kiểm tra hàng thoải mái tụi em. Kiểm tra đúng màu sắc, đúng màu mã, đúng mẫu mã và đúng theo những gì nhà em đã quảng cáo đã giới thiệu cho bác thì các bác mới cần phải nhận hàng và thanh toán nhé. Và tiếp theo, có chế độ bảo hành nhưng tin, lỗi mà do nhà sản xuất bên nhà em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm luôn. Luôn luôn là bán theo đúng giá niêm yết của công ty thì các bác cứ hết sức là yên tâm giúp em này. Và thêm một điều rất là quan trọng là được tặng kèm theo rất nhiều phụ kiện từ bên đại lý nhà em, như là gọng bình, bình nước, đèn hậu, đèn thiết của quầy, một đôi chắn bùn trước sau và một bộ lục lăng giúp các bác có thể là dễ dàng tháo lắp xe tại nhà. Và bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua xe hoặc là muốn được tư vấn hơn kỹ hơn về xe, các bác cứ liên hệ với nhà em qua cái số hotline em để ở trên góc màn hình. Số hotline đó của em có Zalo, bên nhà em sẽ có đội ngũ tư vấn cho bác một cách nhiệt tình nhất, một cách nhanh chóng nhất này, giúp bác có thể là dễ dàng chọn ra cho mình được những bản xe có cái size số phù hợp với chiều cao của bác này, chọn ra cho bác những cái màu sắc các bác ưng ý nhất. Em xin kết thúc video ở đây nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai ạ.